là điều khó nói nhất trên đời. Con sắp nói, con chưa bao giờ nói ra một lần. Dù một lần trên đôi môi, cả đời này chẳng thể nói. Dù vạn người trên nhân gian này, có hết rồi. Có ai như con nghĩ ngập ma túy, thằng thứ ba lăng nhăng sở hành, tất cả đều y hệt, toàn là một lũ khốn nạn. Tàn một rồi mới góp nhặt từng chút yêu thương nơi mẹ. Nếu mày có ai, tao sẽ giết chết mày đó. Nếu mày chết thật thì cũng không cần phải bận tâm nữa. Dù sao thì thân phận của nó cũng bị lộ tẩy rồi, có khi còn giúp chúng ta cắt được manh mối điều tra của bọn ngươi. Không muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Nếu như mẹ muốn chết chưa, cả con và mẹ sẽ gặp nguy hiểm, mẹ biết không? Đi theo con. Phải nghĩ cách cứu thằng trụ càng sớm càng tốt. Nè, tiền công của con hôm nay đó. Nhưng mà sao nhiều vậy chú? Vì chú biết con á, còn phải nuôi ba đứa em ăn học nữa, nên chú cho thêm đó. Dạ con cảm ơn chú. Chú tốt với con quá à. Con chưa làm được việc gì cho chú hết á, vậy mà chú còn cho con thêm tiền nữa. Thiệt lòng á, con biết ơn chú lắm. Không có gì đâu. Chỉ cần á, con luôn khéo léo và giao hàng nhanh nhẹn như vậy là được rồi. Mà chú nè, cái hàng mà mình giao á, nó là gì vậy? Chú chỉ nhận giao hàng thôi, còn bên trong là gì thì chú không biết. Có lẽ là quà tặng. Miễn làm sao á, mình làm có tiền là được rồi. Con đừng có quan tâm quá như vậy. Dạ. Bữa nào chú rảnh á, chú chở tụi con đi biển chơi nha. Để chú sắp xếp coi, hay là cuối tuần này được không? Yeah! Bây giờ tụi con chịu khó ngồi sau thùng xe, chú chở tới trường. Dạ. Yeah. Đi. Lên đi mấy đứa. Còn sớm, em dẫn thằng Nghĩa qua trường của nó đi. Anh còn phải theo chú Danh phụ việc nữa. Ừ, biết rồi. Rồi, xuống xe. Từ từ. Rồi, tụi con đi học nha. Dạ, chào chú. Chào tụi con. Dạ. Hẻm này hơi ngoằn ngoèo và nhỏ, xe không thể vô được. Địa chỉ thì xuyệt tùm lum, con chịu khó đi bộ tìm nha. Dạ. Nhớ là con phải chú ý, cái hẻm này có rất nhiều đầu trộm đuôi cướp, thì con phải cẩn thận. Rủi á mà nó giật món hàng của khách á, là mình không có tiền để đền đâu. Dạ con nhớ rồi.
biết cái hàng này là cái gì vậy ta? Mà sao mất là không có tiền đền? Hàng gì mà quý dữ? Em với mẹ em sống ở đây. A3C55. Chạy đi, công an đó. Hả? Sao hả? Xong rồi tình lệnh công an chìm nó dí con. Xong rồi tự nhiên con lọt vô đây à. Vậy là mày đã nhìn thấy hết cảnh này. Nhưng mà con không nói đâu. Con hứa im miệng mà. Chuyện này đâu có liên quan gì tới con đâu. Tin được không? Mày có biết thứ bột đó là gì không? Dạ không. Chưa già là con nói rõ. Nhưng mà nó mắc tiền lắm. Là ma túy đó con. Hả? Mày có biết vận chuyển ma túy từ 500 gram đến dưới 1 kg là phải bị phạt tù từ 7 đến 15 năm không? Dạ con không biết. Con còn mấy đứa em ở nhà á.
Đại ca, giờ xử thằng nhóc này sao đại ca? Chú ơi, chú tha cho con đi. Con còn phải đi kiếm tiền để nuôi mấy đứa em con ăn học nữa. Ba mẹ con không còn rồi. Thôi được rồi, mày muốn kiếm tiền chứ gì? Vậy thì theo làm việc cho tao. Mà việc gì vậy chú? Thay vì giết mày bịt đầu mối, tao cho mày một cơ hội sống sót để làm việc. Mà có việc gì vậy? Đi đòi nợ thuê. Đứa nào nợ dai muốn quỵt tiền thì xử đẹp nó. Chú ơi, con giết người đâu? Việc giết là việc của tao, mày rõ chưa? Còn mày chỉ đi đòi thôi. Thông thường đòi thì sẽ đòi được, hiếm hoi lắm mới gặp trường hợp như vậy. Nhưng mà cái đó là do tao lỡ tay, chứ tao cũng đâu có thích ba cái chuyện giết người này. Ở ngoài đời ăn chơi hỏng sướng hơn vô tù ngồi gỡ lịch mày. Mau xỏ chú vết đi. Dạ. Đi. Đừng chạy. Cái này mình chia ra, mỗi người ăn một nửa cho vui. Thôi, em không ăn đâu, mấy chị ăn đi, em có đói. Em mời chị. Tôi cũng không ăn, bà ăn đi. Thôi rút kinh nghiệm để lần sau á, em nói với gia đình của em, mua cái gì á cũng mua 5 cái để chị em mình ăn cho vui. Chị Phụng, chị ăn bánh nè chị. Của tôi là một cái khăn quàng, đẹp chưa nè. Nè, mai mốt á, bà nói với người nhà mua một cái khăn nữa cho chị Phụng nha. Hả? Tôi quên rồi, để lần sau tôi nói. Nè, ăn bánh đi. Cảm ơn nghe. Còn tôi á nha, mai mốt á, tôi sẽ nói với người nhà của tôi, mua cái gì cũng phải mua 5 phần cho 5 chị em mình. Thank you.
Trời ơi, sao chị lại như vậy? Chị ơi, chị ơi, đỡ chị xuống. Đỡ chị lại đây nè chị ơi. Để cho tôi chết đi. Bà làm sao vậy? Để cho chết đi. Sao bà lại động như vậy chứ? Có chuyện gì buồn thì mấy chị em cùng chia sẻ. Hay là công việc thiêu thùa khiến cho chị chán? Bà có gì buồn thì nói với tôi nè. Chúng ta đã hứa sẽ là bạn tốt với nhau rồi mà. Nhưng tôi không thể sống nữa. Chị ơi, thôi mà, bình tĩnh đi chị. Mọi người để cho tôi chết đi. Sao bà lại không muốn sống chứ? Về sao mà bụng tối cô độc? Chị ơi, thương bà. Mọi người để tôi chết đi. Tôi chết đi. Đừng có cứu tôi. Tôi biết bà buồn vì người thân không ai dòm ngó tới bà. Nhưng mà đừng có nghĩ vậy. Còn chúng tôi nữa chi? Tôi còn ở đây tới 20 năm lận. Nếu có ai ra trước thì cũng sẽ thường xuyên tới thăm bà. Đúng rồi. Tụi em đâu có để chị một mình đâu. Bà phải lạc quan lên, cố gắng lao động cho thật tốt thì sẽ được xem xét giảm án từ chung thân xuống có thời hạn. Ngoài ra còn được đặc xá nữa. Tóm lại, chỉ cần bà cố gắng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bà cứ tin như vậy đi. Đúng rồi đó chị. Chị Cầm nói đúng đó chị. Chị đừng có nghĩ quẩn nữa nha. Tự nhiên chị bỏ chị em đi là sao? Chúng tôi còn ở đây lâu dài với chị mà. Đúng rồi đó. Bà nghĩ kỹ lại đi. Cả tháng nay rồi không thấy tụi nhỏ nó vô thăm chị. Không biết tụi nó như sao nữa. Cơm có đủ ăn, học hành như thế nào? Chị sốt ruột quá. Chắc không có gì đâu chị. Hay là lần tới á, chồng em vô thăm, em nhờ ông qua coi tụi nhỏ làm sao nha chị. Cảm ơn em. Thiệt, không có người nhà của em giúp đỡ thì chị không biết hỏi han bọn trẻ qua ai. À, em có nhờ người nhà đến địa chỉ bà Phụng thuyết phục họ chưa? Dạ có, em có nhờ người dò hỏi địa chỉ rồi. Họ có đồng ý không? Cũng chưa biết nữa chị. Để chờ lần tới coi sao nha chị. Mong là họ suy nghĩ lại để bà Phụng được an ủi. Bà đọc cuốn sách này đi. Sách này có vẻ hay đó chị. Chị đọc thử đi. Phạm Nhân Phụng. Dạ có. Có người nhà vào thăm. Sao? Có cha bà vào thăm. Bà không nghe tôi nói hả? Bà tôi tới thăm tôi hả? Ừ. Vẫn nguyên vẹn
từng phút ta bên nhau nồng say. Sau đêm chuyên bao hỏi ta rằng đã mơ gì, lang thang trong đêm biến ta trở thành người mất trí. Đường đời còn hoài như đám cây, ta đâu nào hay muốn quay về để sống yên vui như ngày xưa. Sao có thể biết dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào, dòng đêm mù khơi cảm bẫy răng răng quên mất lối. Vươn lên để sống, để thoát ra xót xa đang vây phủ đời ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.